Chào tất cả các em. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau để học môn toán lớp 5 qua Đài Phát thanh Truyền hình Trà Vinh. Để học tốt tiết học này, các em hãy chuẩn bị giúp cô những dụng cụ học tập sau đây. Đó là sách giáo khoa, bút mực, vở ghi và thước kẻ. Như thường lệ, chúng ta sẽ đến với hoạt động khởi động các em nhé. Ở hoạt động khởi động này, các em hãy nêu giúp cô tên các góc, các cạnh, đáy cũng như là đường cao tương ứng của các hình tam giác có trong màn hình. Vậy thì chúng ta cùng đến với hình tam giác đầu tiên, đó là hình tam giác ABC. Vậy, hình tam giác ABC này có tên các góc là gì vậy các em? Ở bài trước mình đã học bài hình tam giác rồi, đúng không nào? Vậy thì hình tam giác ABC có tên các góc lần lượt là góc đỉnh A, góc đỉnh B và góc đỉnh C. Các em quan sát trên màn hình nhé. Góc đỉnh A, góc đỉnh B và góc đỉnh C. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm tên các cạnh của hình tam giác này. Cô có các cạnh lần lượt là cạnh AB, cạnh AC và cạnh BC. Cạnh AB này các em, a b rồi tiếp theo là cạnh ac và cạnh bc Vậy hình tam giác abc có đáy là bc các em quan sát nhé đây là đáy bc của hình tam giác abc Vậy đường cao tương ứng của hình tam giác này là đường cao a hả À vậy là chúng ta đã hoàn thành hình tam giác đầu tiên rồi đấy. Tiếp theo cô và các em sẽ đến với hình tam giác thứ hai, đó là hình tam giác DEG. Vậy thì hình tam giác DEG này có tên các góc lần lượt là góc đỉnh D, góc đỉnh E và góc đỉnh G. Các em quan sát nhé, góc đỉnh D, góc đỉnh E và góc đỉnh G. Tiếp theo hình tam giác này có tên các cạnh lần lượt là cạnh DE cạnh ghê và cạnh e Các em quan sát nhé, cạnh DE, cạnh DG và cạnh EG. Vậy thì đáy của hình tam giác DEG đó là đáy EG. Cuối cùng, đường cao của hình tam giác này là đường cao DK. Chúng ta đến với hình tam giác cuối cùng nào. Cô có hình tam giác MNB có tên các góc lần lượt là góc đỉnh M, góc đỉnh N và góc đỉnh B. Đây là góc đỉnh M này, góc đỉnh N và góc đỉnh B đấy các em. Hình tam giác này có tên các cạnh lần lượt là cạnh MB, cạnh BN và cạnh MN. Đây là cạnh MB, cạnh BN và cạnh MN. Đáy của hình tam giác này là đáy NB và đường cao tương ứng của hình tam giác này đó là đường cao MN. Thế là cô trò ta đã hoàn thành xong hoạt động khởi động rồi đấy các em. Tiếp theo đây, cô và các em sẽ đến với bài tiếp theo đó là bài 35 diện tích hình tam giác, sách giáo khoa trang 87 88. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay đó là biết tính diện tích hình tam giác. Bây giờ cô và các em sẽ đến với hoạt động khám phá để cùng khám phá những tri thức mới nhé các em. Đầu tiên chúng ta sẽ có nhiệm vụ là cắt hình tam giác. Cho hai hình tam giác bằng nhau, xem hình vẽ. À vậy là cô có hai hình tam giác bằng nhau nhé các em. Lấy một hình tam giác theo đường cao để thành hai mảnh tam giác 1 và 2. Vậy thì đầu tiên à, ở hình tam giác màu hồng, cô sẽ kẻ đường cao. Rồi, sau đó cô sẽ cắt theo đường cao để tạo thành hai mảnh tam giác 1 và 2. Rồi, tiếp theo nữa cô sẽ ghép lại thành hình chữ nhật vậy với hai hình tam giác cô vừa cắt thì cô sẽ ghép hai mảnh 1 và 2 vào cái hình tam giác còn lại để được hình chữ nhật a b c d các em quan sát cô ghép hình vào nhé À, vậy là sau khi ghép hai mảnh 1 và 2 vào hình tam giác còn lại thì chúng ta được một hình chữ nhật A, B, C, D. À, công việc của cô và các em bây giờ là chúng ta sẽ so sánh và nhận xét như vậy thì hình chữ nhật ABCD này nó có chiều dài bằng độ dài đáy DC của hình tam giác EDC các em quan sát nhé đây là chiều dài của hình chữ nhật ABCD à chiều dài này bằng với độ dài đáy DC của hình tam giác EDC nhận xét tiếp theo đó là Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng bằng với chiều cao EH của hình tam giác ADC. Đây là chiều rộng của hình chữ nhật ABCD nó có độ dài bằng với đường cao EH của hình tam giác ADC. Và cuối cùng, diện tích của hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích của hình tam giác ADC. À, sau khi so sánh và nhận xét, các em lắng nghe cô đọc lại lần nữa nhé hình chữ nhật ABCD có chiều dài bằng độ dài đáy DC của hình tam giác EDC. Hình chữ nhật ABCD có chiều rộng bằng chiều cao EH của hình tam giác EDC. Và diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích của hình tam giác EDC. Qua phần so sánh và nhận xét, chúng ta sẽ đi đến phần quy tắc cũng như là công thức tính diện tích hình tam giác. Vậy để tính được diện tích hình tam giác ADC này, đầu tiên các em hãy tính cho cô diện tích hình chữ nhật ABCD. Vậy thì muốn tính diện tích hình chữ nhật ABCD ta làm như thế nào vậy các em? À ở lớp 3 chúng ta đã học công thức tính diện tích hình chữ nhật rồi đúng không nào? Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng một đơn vị đo. Vậy thì muốn tính diện tích hình chữ nhật ABCD ta sẽ lấy chiều dài là DC nhân với chiều rộng là AD. À, và chiều rộng AD thì bằng với đường cao EH của tam giác EDC. Vậy thì diện tích hình chữ nhật ABCD cũng bằng DC nhân với EH. Và các em quan sát, diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích hình tam giác. Vậy để tính diện tích hình tam giác EDC ta làm như thế nào? À... Vì diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích hình tam giác EDC nên diện tích hình tam giác EDC sẽ bằng diện tích hình chữ nhật ABCD chia 2 đúng không các em? Vậy thì diện tích hình tam giác EDC sẽ bằng DC nhân EH chia 2 mà DC là độ dài đáy của hình tam giác EDC và EH là chiều cao của hình tam giác EDC. Vậy từ đây cô rút ra được một quy tắc tính diện tích hình tam giác đó là muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đó rồi chia cho hai. Công thức tính diện tích hình tam giác như sau: x bằng a nhân h chia 2. x là diện tích của hình tam giác, a là độ dài đáy và h là chiều cao. Cô nhắc lại lần nữa quy tắc tính diện tích hình tam giác. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2. Công thức tính diện tích hình tam giác hết bằng a nhân h chia 2. Ít là diện tích, a là độ dài đáy và h là chiều cao. Vậy là cô trò ta đã hoàn thành xong hoạt động khám phá. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đến với hoạt động thực hành để cùng làm một số bài tập liên quan đến kiến thức bài học nha các em. Chúng ta sẽ đến với bài tập thứ nhất. Bài 1, tính diện tích hình tam giác có A, độ dài đáy là 8 cm và chiều cao là 6 cm. B, độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm. Vậy thì các em hãy quan sát lên màn hình, cô sẽ hướng dẫn để các em cùng làm bài tập này nhé. Đầu tiên là bài A. Đề bài cho biết có một hình tam giác, độ dài đáy là 8 cm và chiều cao là 6 cm. Đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích hình tam giác này. Chúng ta đã học công thức tính diện tích hình tam giác ở hoạt động khám phá rồi. Muốn tính diện tích hình tam giác, ta làm như thế nào vậy các em? À, muốn tính diện tích hình tam giác, chúng ta sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho hai. Vậy thì, các em hãy lấy vở ra và cùng làm bài tập này vào vở nhé. Các em đã hoàn thành bài tập này xong chưa? Cùng nhìn lên màn hình để sửa bài với cô nhé. Vậy thì diện tích hình tam giác là ta sẽ lấy độ dài đáy là 8 cm nhân với chiều cao là 6 cm rồi chia cho 2. À, 8 x 6 thì bằng 48 và 48 chia 2 thì cô được kết quả là 24 cm vuông. Và 24 cm vuông này cũng là đáp số của bài A. Vậy thì diện tích của hình tam giác có độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm thì diện tích này sẽ bằng 24cm vuông. Cô trò ta đã hoàn thành xong bài tập A rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài B nhé các em. Bài B cho một hình tam giác có độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao của hình tam giác này là 1,2 dm. Đề bài yêu cầu chúng ta tính diện tích hình tam giác này. Tương tự như bài A, các em hãy cùng làm vào vở bài B nhé. Cô nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành bài tập B rồi đúng không nào? Nhìn lên màn hình để sửa bài cùng với cô. Vậy thì diện tích hình tam giác là à, ta sẽ lấy độ dài đáy là 2,3 nhân với chiều cao là 1,2 cùng một đơn vị đó là decimet đúng không nào các em? Rồi chia cho 2. Vậy thì 2,3 nhân 1,2 và chia 2 cô thực hiện tính ở ngoài nhát cô tìm được kết quả là 1,38 dm vuông. Và đáp số của bài B là 1,38 dm vuông. Vậy thì bạn nào làm đúng cả hai bài tập A và B thì cô dành tặng cho bạn đấy một lời khen nhé. Bài tập 1 này cũng đã kết thúc hoạt động thực hành của chúng ta ngày hôm nay. Tiếp theo đây, cô và các em sẽ đến với hoạt động tiếp theo là hoạt động củng cố để khắc sâu lại kiến thức về diện tích hình tam giác câu hỏi thứ nhất của phần củng cố đó là nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác cô nghĩ rằng các em đã có câu trả lời rồi đúng không nào quy tắc tính diện tích hình tam giác muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho hai. Công thức tính diện tích hình tam giác S bằng A nhân H chia 2 với S là diện tích, A là độ dài đáy và H là chiều cao. Câu hỏi thứ nhất đã giúp chúng ta củng cố lại kiến thức về quy tắc cũng như công thức tính diện tích hình tam giác. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé các em cho một hình tam giác như hình vẽ. Câu hỏi thứ hai yêu cầu các em tính diện tích hình tam giác có số đo như hình vẽ trên. Vậy thì hình tam giác như hình vẽ có độ dài đáy là 6cm này và chiều cao là 4cm. Vậy diện tích hình tam giác này sẽ có đáp án là A. 24cm vuông B. 12cm vuông C. 48cm vuông hay là D. 10cm vuông. Thực hiện nhanh ở ngoài nháp và tìm đáp án giúp cô nhé. Các em đã có kết quả chưa nào? Đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án B, 12cm vuông. Tại sao mình lại chọn đáp án B vậy các em? chúng ta đã biết muốn tính diện tích hình tam giác, ta sẽ lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2. Vậy thì ở bài tập này, cô sẽ lấy 6 x 4 chia 2, được kết quả là 12 cm vuông. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ đến với bài tập thứ 3 của phần củng cố. Bài tập 3 là diện tích hình tam giác có cạnh đáy 3 dm, chiều cao 1,2 dm là Đáp án A: 1,8 dm vuông. Đáp án B: 3,6 dm vuông. Đáp án C: 7,2 dm vuông và đáp án D: 18 dm vuông. Cùng thực hiện nhanh ở ngoài nháp và tìm đáp án đúng tương tự như bài 2 nhé các em. Bài tập này không hề khó đối với chúng ta đúng không các em? Cô nghĩ là các em đã tìm ra được kết quả đúng rồi. Cùng nhìn lên màn hình và kiểm tra lại với cô một lần nữa nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A, 1,8 dm vuông. Tương tự như ở bài 2, muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao cùng một đơn vị đo rồi chia cho 2. Vậy thì độ dài đáy là 3 nhân với chiều cao là 1,2 À, bài này đã cùng đơn vị đo là decimet rồi đúng không nào các em? Rồi chúng ta lại chia cho 2 và cô tìm được kết quả chính xác là đáp án A 1,8 dm vuông. Bài tập 3 này cũng đã kết thúc phần hoạt động củng cố của chúng ta rồi. Tiếp theo đây, cô trò ta sẽ đến với phần vận dụng. Thì dựa vào những kiến thức bài học hôm nay, các em hãy về nhà quan sát những đồ vật hình tam giác, dùng thước đo và tính diện tích của đồ vật đó đồng thời làm giúp cô bài tập 1 2 3 phần luyện tập trang 88 sách giáo khoa toán 5. Cô nhắc lại một lần nữa nhé. Về nhà quan sát những đồ vật hình tam giác, dùng thước đo và tính diện tích của đồ vật đó. Đồng thời làm bài tập 1 2 3 phần luyện tập trang 88 sách 6 khoa toán 5. Thế là tiết học của chúng ta đã kết thúc rồi đấy các em. Về nhà các em hãy xem lại bài học ngày hôm nay và học thuộc quy tắc tính công thức và diện tích hình tam giác nhé. Đừng quên thực hiện tốt các biện pháp 5K để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những tiết học tiếp theo.